Lên cô gái ơi, lên. Yo. Trời ơi. Hai cái ông này, rủ Linh Nhi ra đây cuối cùng nhìn thấy ông chơi điện thoại hả? Thì bây giờ biết chơi gì giờ? Đúng rồi đó. Ê, số hàng của cải, Linh Nhi có ý này nè. Hay là tụi mình tổ chức một cuộc thi là Quixi đi. Quixi hả? Cũng được á, nhưng mà mình làm chủ đề gì đây? Hay là đang hot Rubik nè, mình làm Rubik đi. Nhất trí luôn, bây giờ tụi mình về nhà Su Hào làm đi. Đi thôi. Ê cậu ơi, tụi mình bỏ Rubik vô đi. Bỏ đi. Bây giờ ai bốc nước đây? Tụi mình nhiều ra ít đi Su Hào. Được á. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Tớ giao trước nha, tại vì cái thùng này rất là nhỏ này, cho nên là đặt tay ở chỗ nào thì lấy ở chỗ đó luôn nha, không được di chuyển sờ mó lung tung nghe chưa? Tớ đồng ý. Thôi bây giờ tớ bốc nha. Bốc đi sao nào? Để tớ xem nào. Wow. Cái con 12 mặt luôn. Rubik 12 mặt các bạn ơi. Tớ cũng cãi rồi, cũng cãi. Thôi để là tớ bốc nha, để xem nào. Rubik hình trụ nè. Coi lên khá là đẹp này. Ba nào có là y a có này nè. Wow. 3x3. Để làm được squishy giấy thì ở đây mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy, thước kẻ, băng keo, màu và không thể thiếu bông gòn nha các bạn. Và trước khi bắt đầu cuộc thi làm squishy giấy thì tụi mình sẽ đưa cho các bạn hết 5 giây. Trong vòng 5 giây các bạn hãy kéo xuống và like cho video này nha. Cùng Linh Nhi đếm nào. 5, 4, 3, 2, 1. Ê, bút vẽ đâu? Đây nè, vẽ nè, thước nè. Linh Nhi sẽ trước thước chứ nha. Các bạn ơi, mình sẽ sử dụng cái cuộn băng keo này để làm khuôn vẽ nha. Linh Nhi chỉ làm Rubik 3x3 thôi, nên chỉ dùng sức kẻ là được rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cuốn lại như thế này để làm cái vòng nha. Ê, Su Hào, tính ra cuộc của cậu là khó nhất á, cậu tranh thủ làm đi. Trời, mấy cái này đơn giản mà, tớ làm một loán là xong ấy mà. Ủa Linh Nhi, cậu làm gì mà kẻ như cái lưới vậy Linh Nhi? Trời ơi, làm dễ hiểu như vậy mà cậu không nhận ra hả Su Hào? Đây nè, tớ chỉ cho, đây là các mặt của Rubik nè, đây là một mặt nè, ba ô là một mặt nè, ba ô là một mặt nè, ba ô một mặt nè. Và đây là gấp đôi là tổng cộng á là sẽ có là 6 mặt đó Su Hào. Wow. 1 2 3 4 5 6 là đó. Hay ha, làm dính liền vậy được nè. Đúng rồi, chẳng lẽ là cậu nghĩ là tất cắt từng ô nhỏ ra rồi ghép lại hả, như vậy lâu lắm. Đúng rồi á. Ôi trời ơi, cô cãi còn làm gì mà công phu dữ vậy? Thì phải vẽ cái ngôi sao ở giữa này mà tớ căn máy chưa ra này. Tên, ra hiện ngôi sao rồi các bạn ơi. Ê Su Hào, có vẽ xong những cái đường viền này nè, đẹp không? Cũng bình thường thôi, có gì đâu đẹp. Cậu chờ đó xem. Ủa Su Hào? Cậu làm Quixi giấy hình Rubik mà sao cô làm bông hoa làm chi vậy? Đây không phải bình bông hoa đâu Nhi ơi. Cái này á là 6 mặt của Rubik đó. 6 mặt của Rubik đó hả? Đúng rồi, ta ốp như vậy nè. Đó. Rồi hiểu rồi. Cái này là cái tam ở giữa đúng không? Đúng. Đây là những cái mặt cạnh bên là 5 cánh đúng không? Ở đây một phần nè, đây một phần đúng không? Đúng rồi. Chụp lại là xong đúng không? Ồ thông minh. Trời ơi, Nhi mà. Thôi còn làm tiếp đi. Tao làm nha. Trời ơi, nhìn cụ cải các bạn ơi. Chổng mông, chổng khu lên trời. Ê cụ cải. Hả? Cậu kẻ gì đây? Cậu có biểu hả? Có biểu. Còn Rubik Quixi của tớ đấy. Sao? Đây, cái này là cái vòng tròn bên ngoài này. Đó, còn hai cái mặt này là hai cái hai bên này. Nhìn giống không? Hình dung ra chưa? Đường là tướng khỏe, có biểu. Ê, nó nghe nè, làm Quixi xong rồi á, trên đây ghi thổ có biểu cũng được nè. Ừ, tao lâu quá hả? Mà khoan khoan, tao nói nha, tao có biểu cũng đủ rồi á, tao đặt mô à, tuần học 6 buổi mà, 6 ngày mà. Trời ơi, không ngờ Linh Nhi kẻ ngay ngắn chưa nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Bây giờ sẽ chọn màu và tô nha. Màu vàng nè, màu đỏ, màu dưới ta A, màu xanh, xanh dương màu này đi. Rồi màu xanh lá, chọn màu này. Và cuối cùng là màu cam, 5 màu, 1, 2, 3, 4, 5. Sẽ có một ô là màu trắng, không cần phải tô. Như vậy là mình cũng làm xong rồi này. Bây giờ mình sẽ chọn màu để tô nha. Linh Nhi, màu vàng đâu hết rồi, cho tao mượn với. Nè, có hai màu vàng nè. Cái này nó nhạt lắm. Vậy cậu chịu khó đợi đi, Linh Nhi đang tô, sắp xong rồi. Anh em xong rồi nè, đó. Cảm ơn nha.
màu đỏ nữa này, màu xanh dương này, xanh lá này. Ok, đủ màu rồi. Củ cải tô màu xong rồi các bạn ơi. Bây giờ củ cải sẽ dán băng keo nhá. Linh Nhi cũng nhanh phết nha. Sao? Nhưng mà sao nhanh bằng củ cải được? Trời ơi, củ cải nó đẹp gì mà nó đẹp. Có gì đâu đẹp. Sao? Cậu nó làm sao? Đẹp quá trời đẹp luôn. Ê, nó nghe nè. Mà xuống hàng đâu rồi? Nãy giờ không thấy đâu luôn á. À, kia kìa, đang làm kìa. Tớ hoàng có hỏi xuống hàng mới được. À. Ê, xuống hàng thấy tớ tô đẹp không? Cũng đẹp á Linh Nhi. Mà cậu làm tớ đâu rồi xuống hàng? À, cái cục đổ màu xong rồi này Linh Nhi. Bây giờ chỉ cắt ra thôi. Ê, xuống hàng giữ tớ đồng này nha. Để cầm cho. Đây, giảm rồi nha. Giảm rồi. Ok. Được chưa? Rồi, kéo đâu ta? Hình như nó hơi bị nhanh này Linh Nhi. Kéo nó ra. Đây, nó giữ cho. Thế để cho thẳng Linh Nhi. Xong rồi đó. Đây, Linh Nhi đã cắt đôi tờ giấy ra. Và bây giờ Linh Nhi sẽ ghép đôi ghép hộp lại nha. Ê, Xu Hào dự thêm tết này nha. Để cầm nha. Mặt này nữa. Đây, quay qua đây đúng không? Đúng rồi. Dính chắc nha, đừng có bị hở kẽ nha. Đây là kẽ trên đây nè. Xích lên. Rồi. Cô gái, cậu làm thế đâu đi cô gái. Tớ xong một màn này Xu Hào. Nhìn đẹp đấy. Tớ định hình bằng cái vòng băng dính trong này luôn này. Thông minh ghê. Đây, bây giờ tớ lấy ra nhá, rồi tớ dán vào. Chứ Quixi mà cho cái đó vào, sao bóp được. Đúng rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cố định các góc lại nha. Khá là khó các bạn ạ. Đây. Mình phải để sát chứ không nó hở ra, nó lòi bông ra, xấu lắm. Như vậy là mình đã xong một mặt rồi nè. Các bạn ơi, củ cải đã làm xong cái vỏ Quixi Rubik rồi nè. Bây giờ củ cải sẽ cho bông gòn vào nhá. Củ cải, bông đâu hết rồi? Đây. Trời ơi, Xu Hào. Hả? Còn hai đứa củ cải đưa mình có kéo bông sao làm? Trời ơi, hết vậy sao mà làm? Rồi, bây giờ mình cho vô đi Linh Nhi. Tới cùng xong rồi nè. Ê, hai đứa mình đứa cuối cùng hả? Đúng rồi, củ cải làm nhanh ghê ta. Mà hình như thì củ cải dễ đúng không? Đủ không? Đủ, chắc đủ. Chắc đủ nè. Xu Hào đủ không? Đủ. Đây. Hai đứa mình vừa đủ luôn á. Hay ghê ha. Cái còn cùng à. Rồi. Đủ không? Đủ rồi, cho cậu á. Phải nhiều bông nó mới phồng lên mới đẹp được. Đúng rồi đó. Ok, như vậy tụi mình đã hoàn thành xong Squishy Rubik rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm của từng người nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem Squishy của cải nha các bạn. Đây, đây là hình gốc nha các bạn. Còn đây là Quixi của mình này. Bóp vào này. Wow, ăn thôi nha. Ăn thôi rất tốt luôn. Wow, nở ra rất là tốt luôn này. Đúng là Quixi xịn. Cô cải xoay một vòng Quixi cho các bạn xem đi. Đây. Rồi, mặt ngôi sao nè. Mặt ngôi sao này. Sao hai mặt này giống nhau kỹ vậy? Cái này tớ bị nhầm màu á Linh Nhi. Trời ơi. Nhưng mà không sao, biết sao mà bóp cái này nó hình ra như cũ như thế này là được rồi. Các bạn hãy nhớ bình chọn cho Squixi của củ cải nha. Rồi bây giờ là Rubik của Linh Nhi nha. Đây là hình mẫu nè, Rubik 6 mặt 3x3. Và đây là thành quả Squixi của Linh Nhi. Bây giờ Linh Nhi bóp thử nha. Bóp thử Linh Nhi. Wow. Mấy cái góc này nó bị bóp này. Tại cậu á, lấy nhiều bông quá anh chơi. Cuối cùng tao đâu được bông đâu. Trời ơi, lấy một đống bông nhìn nó phình ra như thế này mà không có bông. Biết sao, của cậu là hình tròn. Như vậy nè, đó, nó phình ra nó tròn quá. Còn đây, cái này nè, các bạn nhìn nè. Đó, trừ 1 điểm nha, trừ 2 điểm nha, trừ 3 điểm nha. Không, không có chơi, nói chung là đẹp chứ hả. Nhưng mà phải lấy tay banh ra mới được. Trừ không, nha. Không, vậy là đẹp rồi. Các bạn ơi, các bạn thích Quixi của Linh Nhi thì hãy ủng hộ Linh Nhi nha. Và đây là Quixi của Xu Hào này các bạn ơi. Đây là hình mẫu này. Đó, và Quixi Xu Hào này nhìn rất là giống luôn nha. Đó, các bạn nhìn đi. Đó. Các bạn ơi, bây giờ Xu Hào sẽ bóp thử xem nó làm hồi như thế nào nha. Đây. Wow. Bóp mạnh vào Xu Hào. Đây, tao bóp hết cỡ rồi nè. Thấy chưa? Bóp kìa. Thì nó tất nhiên phải bóp rồi. Nhưng mà nó phải đàn hồi lại chứ gỗ nè, thấy chưa? Sao? Củ cải không có cảnh, Xu Hào ơi.
rồi đó. Đâu? Rồi. Cái gì ấy, cái gì ấy? Rồi. Các bạn hãy bầu chọn cho Squishy của Su Hào nha. Là Squishy Megamin nè. Yeah. À, Su Hào, Linh Nhi có ý kiến. Sao sao? Nhìn vô là biết là của Linh Nhi, Su Hào là đẹp nhất rồi. Ai như Squishy này không có góc cạnh gì hết trơn à. Xin lỗi nha, nhìn nè. Squishy của người ta bóp vào mà nó lử ra. Còn cái này bóp vào này, bóp vào này. Thì mình đã làm đây thì các bạn thấy cái xì của ai đẹp nhất và có thể là đàn hồi tốt nhất thì các bạn hãy để lại bình luận nha. Đến đây thì video